Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán, trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay bên em lên sóng cho một mẫu xe dưới 100 triệu cho anh em mình mua về sử dụng đi test. Đó, tuy là dưới 100 triệu thôi nhưng mà chất lượng thì bên em đã kiểm tra rồi. Và xe rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp. Đồ chơi thì có vài món rất là ok luôn, rất là phù hợp với anh em mình mua về sử dụng gia đình luôn. Đó, con này là con Mitsubishi Lancer nha anh em. Lancer 201, số sàn, động cơ 1.6. Xe thì rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp. Có nước sơn màu xanh này, xanh rêu nha anh em. Đấy, màu xanh rêu. Rất là nhìn nó rất là chất nha anh em, màu xanh rêu. Mông đúc 5 cánh ngôi sao theo xe. Đấy. Có phanh đĩa này, hai phanh đĩa trước, hai bố sau. Có lên đề start top, đề nổ từ xa rồi. Nội thất thì phải nói rất là đẹp nha anh em. Sơn xe bên ngoài thì nói chung là tương đối còn khá là bóng. Đấy, sơn xe bên ngoài tương đối khá là bóng. CT là sơn lại lâu rồi nhưng mà còn khá là bóng nha anh em. Đời 201. Và đặc biệt là máy là chấm 6 lợi xăng. Đó, lợi xăng cực kỳ luôn. Chấm 6. Dòng mà Mitsubishi này mà anh em, ví dụ như anh em mà chưa biết về xe, anh em có thể ra những gara anh em hỏi là dòng Mitsubishi nó có bền hay không thì anh em sẽ nhận được cái câu trả lời liền. Đó, dòng Mitsubishi này rất là bền. Không biết dòng nào nó không vặt, cái riêng dòng Mitsubishi này cực kỳ lành, cực kỳ lợi xăng. Đó, anh em có thể biết nha. Đấy. Anh em cứ ra gara anh em hỏi dòng Mitsubishi nó là sao và người ta trả lời cho anh em. Còn xe đây có cánh gió này. Lipo rất là đẹp rồi, biển 75 Huế nha anh em. Rút hồ sơ sang tên giấy tờ rất là nhanh chóng gọn lẹ. Lipo này, đuôi gió rất là đẹp nha anh em. Đuôi gió này đăng kiểm bình thường nha anh em. Khám đăng kiểm mới vừa xong. Khám đăng kiểm đến tháng 5, cuối tháng 5 năm 2023. Anh em mua về đi còn tới 5-6 tháng nữa lận, khá là dài. Con này hôm nay bên em bán mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Dán phim cách nhiệt quanh xe rồi này. Đấy. Khám này. Khám tháng 5 này. Rồi. Con này hôm nay bên em bán mức giá là 88 triệu, bên em bao vận chuyển, anh em vào chạy về có bớt phí chạy về cho anh em. Nói bớt có bớt phí chạy về nha. Mông đúc theo xe, lốp láp thì còn rất là đẹp nha anh em. Lốp láp chủ người ta thay vẫn còn khá là mới này, dây cui này, lốp còn dây cui này, gai còn thấy rất là rõ ràng này. Sơn xe bên ngoài tương đối đẹp. Đấy, không xước xát nhiều nha anh em, không xước xát gì nhiều. Có lên đèn nổ từ xa, để xa ta tốt về em sẽ test cho anh em luôn. Khóa mốt nha anh em, khóa mốt hai cái, hai cái khóa mốt. À, giờ em sẽ test cho anh em này. Đó. Rồi, led ban ngày nó lên rồi này, cái led ban ngày nó sáng này, led định vị ban ngày nó sáng này, là tầm 2-3 giây nó nổ. Rồi đã nổ rồi anh em à. Cái led định vị này á, nó sẽ báo hiệu cho mình là khi nó đã sáng, đèn này nó sáng là đèn xe nó sẽ nổ, nó đang nổ máy. Còn khi nó tắt là nó sẽ báo hiệu là động cơ đang tắt. Đó, led ban ngày rất là đẹp nha anh em. Đấy. Đèn là đèn chó bình thường nha anh em, không có độ bi nha. Đó, chỉ có gắn led ban ngày vô cho mình biết được là xe nó đang hoạt động hay là nó đang tắt máy á. Đăng kiểm bình thường nha anh em. Đấy. Có đèn gầm rồi đầy đủ nha. Cái nổ từ xa này rất là tiện lợi nha anh em. Khi mà anh em đi trời nắng á, mà anh em để xe ngoài trời mà nhiệt độ nó lên trong xe nó rất là cao, rất là nóng. Mà mình có cái này á, mình chỉ cần mình đứng từ xa mình nổ lên tí thôi, tầm 3-4 phút anh em lên xe, máy rửa rồi liền. Con này máy lạnh rất là sâu nha anh em. Máy lạnh rất là sâu. Đấy, đèn đút rất là sáng anh em thấy không? Đèn đút rất là sáng, về em tắt máy này. Khóa này, bấm mở 3-4 lần nha anh em. Đấy. Rồi nó tắt rồi đấy. Đó, có đèn xi nhan chạy đủ rồi, rất là đẹp anh em thấy không? Đấy. Rồi giờ nó sẽ nổ lên lại cho anh em coi này. Cứ bấm mở 3 lần nó nổ nha anh em. Mở 3 lần là khóa, mở 3 lần là nổ. Đó, máy nổ ra anh em nghe tiếng máy không? Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Giờ em sẽ tắt máy này. Hoàn toàn không ai ngồi trong này. Đó, không ai ngồi trong xe nha anh em. Đấy. Giờ em tắt máy lại bấm mở 3 lần thôi. Anh em nhìn cái đèn nó tắt này. Rồi, tắt rồi. Đèn nó tắt, máy cũng tắt luôn rồi. Anh em nghe tiếng máy nó êm hơn không? Đó. Rất là tiện lợi nha. Có màn hình Android, cam lùi, cảm biến lùi, cam hành trình đầy đủ luôn. Đặc biệt nội thất thì rất là đẹp rồi, không có gì phải chê nha anh em. Đó, nội thất rất là đẹp. Nội thất này, nội thất màu kem, cực kỳ sáng, sang xịn mịn luôn. Đấy, anh em thấy con xe nào có mấy chục triệu mà nội thất đẹp như con này không? Ít có lắm anh em ạ. Mà đồ chơi thì lại đồ chơi rất là nhiều. Lipo đuôi gió rồi rồi. Đăng kiểm bình thường nha anh em. Anh em hồi sợ đăng kiểm nên không được thì khỏi mua. Đấy, vậy thôi. Chứ còn em thì em nói em đăng kiểm được xe em biết. Đấy, đăng kiểm được. Còn nhiều anh em mà sợ đăng kiểm không được thì thôi anh em đừng mua. Bởi vì xe đâu có độ gì đâu mà sợ đăng kiểm anh em. Đấy. Nội thất một kem nha anh em. Vô lăng ba cháu rất là đẹp, Mitsubishi. Đề start top này, đấy, đề start top này. Dặm phanh là đèn nó sáng lên là mình nổ máy này. Màn hình Android này. Đấy. Cam hành trình này. Đấy. Đầy đủ nha. Cảm biến lùi có luôn. Có cảm biến lùi này anh em.
khi mà anh em dê mà cái vật gì nó gần vào xe nó sẽ tít 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 tít, là càng anh em xe mà xe mình dê mà càng lại gần thì nó càng tít càng to nha, càng to và nó càng rít hơn. À, cảm ơn lùi rất là tiện lợi cho những anh em nào mà lái mới. Nhiều người người ta lái người ta cứ chăm chăm vô camera lùi, người ta không có quan sát xung quanh, thì có một cái vật gì đó nó dê thì có được cái cảm biến thì nó hú lên thì mình biết được là sắp động sắp va chạm. Đấy, tắc bi một kem có bọc da rồi, rất là đẹp. Nói chung đây là xe cỏ thôi nhưng mà chỉnh chu rồi, ok rồi, bên em đã kiểm tra chất lượng rồi, anh em mua về đi thôi. Hộp số sàn 5 cấp đó, 5 cấp tiến 1 cấp lùi. Đây, em đóng cửa lại này. Phun xăng điện tử nha, 1.6 phun xăng điện tử. Đó, giờ đã chưa nổ máy này. Giờ em sẽ giảm phanh nha, nhấp phanh này, nhấp phanh dưới này. À, mình nhấn nút là nổ thôi. Đó. Nhấc cái nổ liền, nhẹ nổ lắm, nhạy nổ lắm. Đó. Đó, máy lạnh điều hòa mát rượi nha anh em. Đấy. Có gió đầy đủ mát rượi rượi luôn. Đấy. Màn hình Android này, âm thanh loa đài nghe hay lắm nha anh em, âm thanh loa đài tuyệt vời lắm. Nghe rất là hay. Đó. Âm thanh loa đài nghe hay. Âm thanh loa đài nghe cực kỳ hay luôn. Thì rất là hay, số vào nhẹ nhàng lắm anh em, số vào nhẹ nhàng lắm. Đèn led nội thất này, đổi màu remote này, mà thích đổi màu gì mình đổi màu này đó, xanh đỏ tím vàng gì đó, em cho màu tím thì cho thủy chung nha. Đấy, vô lăng tay lái trợ lực thì thôi nhẹ nhàng lắm anh em, mà chạy thì nói chung là sướng lắm. Con này chạy dòng Mitsubishi này chạy nhẹ nhàng lắm, bền đợi xăng, tiết kiệm lành tính, không hư vặt, không hỏng vặt nha em. Phụ tùng thay thế rất là dễ kiếm và rất là rẻ, ra dễ kiếm, rẻ cực kỳ luôn. Gương kính bấm điện đầy đủ nha anh em. Đấy, có đèn đồng hồ tắp lô, chỉnh đèn đồ. Có cái này nó hơi cũ tí này, này mua về sơn lại cũng được. Đấy, vô lăng tay lái thì nhẹ nhàng chạy sướng. Tắp bi tắp lô đồng nội thất kem sáng sập đẹp nha anh em. Anh em mình mua về là chỉ có việc là đổ xăng mà chạy thôi chứ cũng không biết làm gì thêm nha. 88 triệu thôi anh em, mà một cái giá thì nó rất là phải chăng. Đấy, với một con Mitsubishi Lancer như thế này, xe thì của Nhật Bản nha anh em, Nhật Bản bền bỉ, lợi xăng. Nội thất thì anh em nhìn này, chỉnh chu lắm, sạch sẽ hết rồi. Đó. Nói chung cái tầm tiền là tiền nào thì của nấy thôi anh em, mà tiền nào thì của nấy thôi. Chạy thì cũng không thua kém gì dòng xe nào đâu anh em, mà chạy rất là êm, gầm bề êm này, máy móc bốc này, lợi xăng này không yếu nha em. Máy thì bên em cam kết cho anh em là không đổ hơi, không kêu cam kêu cò, không đông đụng, không ngập nước nha. Còn nội thất thì anh em có thể thấy trên video rồi đây, nội thất thì rất là sạch sẽ. Cầu kèo chỉ thì nó cũng rụng rời theo thời gian rồi, nhưng mà cam kết anh em mình là không đông đụng, không ngập nước nha. Đó, tắp bi tắp lô đúng còn rất là đẹp này, Mitsubishi này hả, rất anh em có thể thấy rồi. Mở cốp em ơi. Đấy, anh em mình mua về đi thôi, chả phải làm gì thêm về con xe nữa. Lipo rồi, cánh gió đuôi gió rất là đẹp rồi. Đó, cột kè thì vẫn còn đẹp nha anh em, lốp sơ cua con đội dưới đây thì có đầy đủ nha. Đó, lốp xe cua con đội dưới đây có đầy đủ hết. Này, lốp xe cua là mâm đúc luôn, rất là sạch sẽ. Gầm bệ thì đẹp nha anh em. Này, tôn còn nguyên, chưa có mục nha. Gầm bệ đẹp anh em ạ. Gầm bệ rất đẹp nha. Đó. Cái này mình mua về đi thôi. Cái gầm em vừa rửa nó hơi ướt một tí, nhưng mà không mục nha anh em. Đấy. Có 88 triệu thôi. Bao vận chuyển anh em toàn quốc nha, anh em vào chạy về bên em có bớt phí cho anh em chạy về. Còn khám đăng kiểm mới vừa xong, sơn xi bên ngoài nói chung tương đối là đẹp mà. Đó. Với cái tầm tiền này thì xe như thế này thì em thấy nó quá ok rồi. Em cũng làm hết sức cho anh em và kiểm tra hết cỡ cho anh em về đi, anh em đi Tết. Đấy. Chứ bán một con xe mà khách hàng về mắng vốn hay là này nọ thì em cũng chả thích. Đấy, nên là phải kiểm tra kỹ hết rồi mới dám đăng lên cho anh em. Đó. Chứ mà nếu như xe nào mà không ok em để em dọn qua Tết em bán cũng được, không sao. Nhưng mà con nào ok thì mới đăng cho anh em về đi Tết thôi. 88 triệu. Anh em là vào chạy về có bớt lọc nha. Còn cái giá này thật anh em là về cũng lên đồ chơi, về dọn dẹp nhà này nọ rồi, không còn bớt nhiều cho anh em được. Anh em nào mà
cảm thấy mà ví dụ như cái tầm tiền nó hợp lý thì anh em mua ủng hộ em, chứ mà anh em mà gọi bớt nhiều thì em không thể bớt được nha anh em. Máy giá bên em đưa lên thì cũng cân đối giá rồi, giá nó cũng hợp lý và xe nó cũng chất lượng. Đó, nội thất rất đẹp, màn hình Android mượt mà lắm nha anh em. Màn hình Android đẹp nha, để start tốt, để nổ từ xa. Đó, hiếm con xe cỏ nào mà có được những cái chức năng như thế này nha anh em. Cam hành trình này, cam hành trình nhỏ nhỏ đây, cả miếng lùi đầy đủ nha. Đấy, anh em lên về cái anh đi qua cả miếng lùi cho khách coi, em test cái cả miếng lùi cho anh em coi này, ra sau phom dán xe thì nói chung nhìn cũng còn đẹp lắm, không có gọi là lỗi thời nhiều. Bây giờ em sẽ lên test cái cả miếng lùi cho anh em coi này, đi từ xa lại gần á. Miếng lùi nó báo đây này, đầy đủ. Nó báo này còn một mấy mốt này, đó, nó gần đụng rồi đó, đụng rồi. Khi mà đụng rồi là nó gần càng gần rồi đấy, không. Anh em thấy nó báo không? Do quay video nó nhấp nháy chứ ngoài nó bình thường vậy nè, quay video nó không cùng tần số đó. Ok, con số thì nhẹ nhàng cực kỳ, nhẹ nhàng lắm, vào số sướng lắm, nhẹ nhàng chạy thoải mái lắm. Rồi giá máy đi lên. Máy móc việc được cái lợi xăng, chấm sáu lợi xăng lành tính tiết kiệm. Anh em mà kết alo ngay giùm em, đấy, ủng hộ em cái bánh chưng ăn Tết nha anh em. Đấy. Em thì ở đây em cũng dọn lấy công làm lời thôi anh em ạ. Đấy. Cột kề thì đây còn nguyên này. Anh em nhìn cái hộp cầu chì của nó này. 20 năm rồi mà vẫn còn sắc nét không? Đấy. Nhiều máy thì nhiều ở nó nằm ở ngoài. Cái này nó nằm ở trong thì em sẽ không nói đâu, nhưng mà nó nằm ở ngoài thì nó rất là dễ phai. Đấy. Nhưng mà nó vẫn còn đẹp như thế này thì chủ người ta cũng phải giữ kỹ. Máy móc thì sáng, sạch, khô ráo. Dây điện dây đài rồi thì gọn gàng. Đó, không nhớt nhau nha anh em, không có chảy nhớt nhiều này, máy khô không nhớt nha. Độ êm 1.6 phun xăng điện tử thì con này lanh quanh tầm 6 lít 7 lít trên 100 cây. Đấy, tùy anh em mình chạy nha. Cabo đẹp này. Lên bật xi nhan bên đây mình. Xi nhan rồi đầy đủ nha anh em. Đấy. Đó, có xi nhan chạy đủ nè, nó nhìn như xe sang luôn. Ok. Một máy 1.6 nha anh em, Mitsubishi Lancer 201 88 triệu nha. Có đề nổ start top nè, đề nổ từ xa, led ban ngày, màn hình Android, cam hành trình, cảm biến lùi đầy đủ. Đó. Sân si bên ngoài thì nói chung tương đối là đẹp, không bóng như xe đời mới nhưng mà được cái là không xước nhiều này, không trầy, không tróc nhiều. Đấy. Còn gầm bệ thì nói chung là chạy êm, không mục. Máy thì không đâm đụng, không ngập nước này, không kêu cam kêu cò này. Đấy. Không đổ hơi nha. Đấy. Máy thì bên em cam kết vậy đó, không đổ hơi, không kêu cam kêu cò, không đâm đụng ngập nước cho anh em. Còn lốp láp thì nói chung còn tầm 70-80% á. Đấy. Lốp láp 7-80, mâm đúc 4 mâm đúc, 5 mâm đúc luôn. Mâm sơ cua cũng là mâm đúc luôn nha anh em. Đấy. Hai phần đĩa trước, hai bố sau. Còn nội thất thì rất là đẹp. Nội thất thì em thấy nó sạch sẽ, nó sang. Sang cực kỳ, nội thất rất là sang. Đấy. Xe có mấy chục triệu thôi mà nội thất rất là sang. Còn dàn ngoài thì nó tương đối vậy thôi, vẫn đăng kiểm bình thường, vẫn đi bình thường nha anh em. Đấy. Anh em nào mà sợ đăng kiểm thì cứ vào đây em đăng kiểm giùm cho, không sao hết nha anh em. Đấy. Anh em đừng có bị dư luận người ta dắt mũi nha anh em. Đấy. Anh em cứ đăng kiểm tới trạm đăng kiểm, mà đăng kiểm đừng có đăng kiểm trên Facebook hay là đăng kiểm trên YouTube hay là đăng kiểm trên TikTok nha anh em. Lên nó đăng kiểm đâu được, phải đăng kiểm tới tận trạm đăng kiểm mình đăng kiểm, chứ đừng nghe ai hết nha anh em. Đấy. Rồi, Mitsubishi Lancer 88 triệu đồng, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Anh em nào thiện chí vào chạy về, bên em có bớt lọc cho anh em chạy về. Đấy. 1.6 thì 6 đến 7 lít thôi, lanh quanh tầm cao lắm 7 lít thôi. Đấy. Đề nổ từ xa này, giờ em sẽ test lại chế độ đề nổ từ xa. Khóa mốt theo xe, khóa mốt cửa nha, theo xe vừa là chức năng mở cửa mà là vừa là chức năng để nổ máy xe luôn. Khóa này. Đấy. Khóa cửa rồi nha anh em. Đấy. Hoàn toàn là chả có ai ngồi trong xe này. Giờ em sẽ test cho anh em này, bấm mở 3 lần. Đó, anh em thấy không? Khi mà anh em thấy cái đèn led nó sáng là xe đang nổ đó. Rồi, đèn led nó lên rồi, nó sáng rồi này. Tầm 5 giây sau nó nổ. Rồi, đã nổ máy rồi. Anh em nghe tiếng máy lên không? Em đứng gần máy thì tất nhiên anh em nghe tiếng máy lên rồi đấy. Nó led cũng rất là đẹp nha. Led hình lục giác rất là đẹp. Cái này nhìn lên hình nó hơi chói, lên video nó hơi chói, chứ nhìn ngoài đẹp lắm anh em. Nhìn ngoài sang lắm.
anh em muốn tắt thì anh em bấm khóa lại 3 lần thôi. Anh em nhìn cái đèn nó tắt này. Rồi, đèn tắt máy cũng tắt theo. Đó, đèn led đó là nó báo hiệu là xe đang nổ, nó báo về động cơ đấy. Kiểu nó vậy anh em. Xe mà em lắp lấy ban ngày thì em phải lắp thêm cái đèn này cho anh em ở ngoài anh em biết, chứ mình đâu thể biết là đứng ở ngoài xa thì đâu thể nghe tiếng máy được và đâu thể biết được là xe nó đang nổ hay không. Nên là mình phải có cái đèn này mình mới nhận diện được nha anh em. Rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.